Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thành Đạt QL đây. Và ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bung chỗ câu cá mà hot nhất từ ngày hôm kia tới giờ nha các bạn. Rồi ok, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn hai cách bung cực dễ luôn, nhưng mà cũng hơi khó. Nhưng mà nói chung là kiên trì đi là các bạn sẽ vào được. Ok, bây giờ mình đang đi ra cái chỗ mà để bung nha các bạn. Thì ok, đây chính là chỗ bung huyền thoại của các bạn đây. Và bây giờ là mình phải thay đổi kích thước, bởi vì kích thước này chui vô nó sẽ không có vừa đâu các bạn. Ok, mình bấm vào trang trí và mình chọn cái kích thước nhỏ nhất nha các bạn. Kích thước em bé. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ vừa tiến lên và vừa nhảy. Chỗ này thì hơi khó bung một chút, nhưng mà các bạn kiên trì là các bạn sẽ vào được. Ok, cũng hơi khó bung đó các bạn, nhưng mà các bạn cố gắng đi. Theo kinh nghiệm nó mới vô được đó các bạn. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn vừa tiến lên vừa nhấp thôi, chứ các bạn đừng bấm liên tục. Tại vì các bạn bấm liên tục á, là các bạn, nếu như mà các bạn bung được mà các bạn lỡ bấm thêm một cái là nó sẽ nhảy lên trên, là coi như là không bung được. Cái này là do là mình kiểu như là mình làm rồi á, nãy giờ mình bị hoài à. Nên là mình khuyên các bạn là vừa tiến tới và vừa nhấp thôi, chứ đừng có nhấp nhiều lần quá. Cái nhấp nhiều lần quá thì mình lỡ tay thì cho nó nhảy lên là gọi xong luôn. Rồi ok, bây giờ mình đã bung được rồi nè các bạn. Cái chỗ này là câu được khá là nhiều cá to luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chủ yếu là chỉ cho các bạn cách bung thôi, chứ mình không có câu cá. Ok, nó ngon lành cành đào. Cái góc nhìn nó hơi khó các bạn. Ok, thì cách thứ hai là các bạn đợi ai đó mà bung được rồi thì các bạn chỉ cần kết bạn, hoặc là nếu mà đã là bạn bè thì cũng được nữa. Rồi ok, bây giờ mình đã trở thành bạn bè rồi, mình bấm vô cái điện thoại, mình bấm vô bạn bè và mình bấm vô cái người bạn mà mới ấy, mình bấm vô theo dõi thì lập tức là mình sẽ xuống dưới. Ok, một cách dễ dàng luôn các bạn ơi. Cách bung này nó còn dễ hơn cái cách bung mà mình chỉ với các bạn nữa. Nhưng mà có một điều là mình phải cần một ai đó mới được. Một ai đó mà đã bung rồi á thì mình mới vô được. Còn không bung được thì làm theo cách một thôi. Ok, thì video clip hướng dẫn của mình ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Các bạn nhớ bấm like và subscribe đăng ký kênh để cho mình có nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới cho các bạn coi nha. Ok, mình được bạn này chở đi đâu luôn, mình cũng không biết nữa.